phòng. Hỏi này một cái. Sao chú? Có ly. Tất nhiên phải có rồi, đây. Một cái ly. Cái này nhà chú cũng có mà qua đây hỏi con làm cái gì? Ủa thì chú hỏi có cái ly không? À hiểu rồi, hiểu rồi. Ly ở đây không phải là cái ly mà là gái ly đúng không? Còn mình á, giờ mới hiểu. Thôi chú ơi, cũng đâu có nhà đâu. Ủa với ly đâu? Ai biết gì đâu. Khỏi đi. Hỏi còn như không. Ê. Hỏi cái khác. Hỏi gì chú? Đây đây đây. Nó nhỏ. Không mấy mình nhắn tin luôn đi chú. Hỏi không nghe gì hết. Nó đại đi, có ai đây đâu mà sợ. Nguyên nhà không có ai hết. Có mình con à. Vậy thì được. Thoải mái nói đi. Ly giờ này sao? Ổn không? Thôi, không nói đâu. Chú Phong. Nói chút xíu thôi nha, đừng khóc, đàn ông. Lật mặt lẹ vậy. Nói nè. Thật ra tình hình của Ly rất là tình hình. Rất là căng thẳng. Căng thẳng. Con người của Ly thay đổi kỳ cục lắm chú. Bây giờ nha, cứ mơ mơ hồ hồ, lơ lơ đảng đảng ở đâu á, vài bữa không ổn là con chở bệnh viện luôn. Chở đi bệnh viện luôn đó. Chở đi luôn. Rồi. Tội con bé thì bị bao nhiêu cú sốc tới, rồi bây giờ rối loạn tâm lý luôn. Thường quá là thường luôn. Ly. Ly. Về cho chú. Ly. Ly. Ly ơi. Không nghe luôn kìa. Chuyện con nói đúng chưa? Là anh không có gì làm, đi vô trong đi, để anh ta nói chuyện. Ly, 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 Ly. Gì vậy chú Phong? Con bị gì vậy? Có bị gì đâu. Sao tự nhiên ngồi nói chuyện mình rồi ngồi cười rồi múa nữa? Đâu có đâu, con đang mang tai nghe để con học tiếng Anh. Mình luyện tập tiếng Anh, mình tự nói, xong mình tự trả lời, xong rồi mình luyện luôn giọng nói của mình cho phát âm nó chuẩn. À là học tiếng Anh thôi đó hả? Thầy. B. Dạ. B. Gì chú? Ra coi người ta học tiếng Anh chứ đâu phải là người ta bị tâm thần gì đâu, ngồi làm quá lên à. Tôi thì nhờ chú nói con vậy chú. Con nói là con chở đi bệnh viện thôi mà, khám coi bệnh gì thôi mà, con ý con là vậy. Con cứ vô tâm thần chú tự kết luận bộ. Thôi chú ơi, nếu mà chú nói con vậy thôi rồi, từ đây sao con không giúp chú gì nữa hết. Đúng là cái con bị con làm ơn mắt quán mà. Không, chú tự giải quyết đi. Còn đúng. Biển. Hai người có chuyện gì vậy? À, có cái gì đâu. Đang nói chuyện với nhau thôi mà. Ly. Hả? Anh có chuyện muốn nói với em. À bây giờ con phải đi làm bài tập rồi. Con có nhiều bài tập phải làm lắm. Nếu mà con không làm á thì con sẽ bị thụt lùi so với các bạn. Cho nên thôi con đi làm bài tập nha. Ly. Bộ em đang mắc học dữ vậy á? Dạ đúng rồi, mắc học lắm. Đang ở trong cái mood học á. Nếu mà không học bây giờ thì ngày mai sẽ chắc chắn không học nữa. Mà nếu không học nữa thì sẽ bị ở lại lớp, rớt mấy môn nữa, không có tiền đóng học phí đâu chú. Thôi chú ở lại chơi một mình đi. Bí mật quý ông được phát sóng vào lúc 17 giờ từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1.